khuôn đúc mộ tròn làm cho khách theo yêu cầu đây các bác ơi. Hiện tại thì khách hàng đặt theo yêu cầu là gửi bản vẽ, bên em sẽ tự điêu khắc cái phần hoa này đấy, và lòng trong em sẽ chế lòng trong cho khách hàng. Sau khi mà chúng ta đúc ra là đổ vữa vào, xong rồi đợi chiết xi, ngày mai chiết xi rồi chúng ta dỡ ra là xong thôi, không phải làm gì nữa cả. Đấy, đây nhá, đây là bộ khuôn mộ làm lòng trong đúc liền cho khách hàng luôn. Nó gồm 4 mảnh. Đây là một mảnh để dỡ ra cho nó dễ dỡ, vì là nó là hoa văn cho nên là phải làm 4 mảnh dỡ ra. Đây là vỏ ngoài. Đây là vỏ ngoài. Còn đây là lòng trong. Cái lòng trong này bên em lại phải chế bằng sắt cho khách hàng này. Đấy, lòng trong nhá. Đấy, hôm qua mưa, hôm qua Vĩnh Phúc mưa to quá các bạn. Đây, đây khuôn mộ đây nhá. Đấy, khách hàng đặt theo yêu cầu. Thế thì có những vùng miền thì làm mộ dài, mộ chữ nhật, nơi thì làm mộ tròn. Đấy, thì bên em là sẽ chế theo yêu cầu cho khách hàng. Đấy. Các bác cần khuôn theo yêu cầu và bản vẽ, bên em sẽ làm cho yêu cầu cho khách hàng nhé. Đây, phần hoa văn là làm đúng theo yêu cầu cho khách hàng gửi bản vẽ cho bên em đấy. Đấy, đấy, bên em là nhận làm tất cả các loại khuôn liên quan đến các sản phẩm đúc bê tông nhé. Bất kỳ một sản phẩm nào đúc bê tông đều có thể kết nối đến bên em nhé, để em phục vụ tất cả cho quý khách hàng ạ.